Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã chọn xem kênh NL34 trong buổi tối nay để cùng theo dõi chương trình thời sự tổng hợp trên kênh NL34 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Trong chương trình thời sự tối nay ngày 23 tháng 10, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị một số nội dung chính sau đây. Gần 1 tỷ đồng kéo đường ống cung cấp nước sạch, một giải pháp mạnh mẽ của một địa phương vùng Đồng Tháp 10 trong nỗ lực chấm dứt nỗi khổ khát nước ngay trên vùng sông nước. Từ nào giờ không có nước sạch nhưng ô nhiễm dữ lắm, bây giờ có nước sạch là tôi mừng dữ lắm. Phần tin trong nước, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung điện cho miền Nam. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình thời sự tối nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, để người dân cập nhật kịp thời các loại thủ tục hành chính, trong thời gian qua, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc và các xã thị trấn đã thực hiện công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, đồng thời hoàn thiện việc đầu tư, nâng cấp và đưa vào vận hành bộ phận một cửa hiện đại. Đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Cần Giuộc đã công bố và ban hành quy trình đối với 39 lĩnh vực, 296 thủ tục hành chính. Ở cấp xã là 24 lĩnh vực, 126 thủ tục hành chính. Qua rà soát thủ tục hành chính đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh lại 39 thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đấu thầu, bảo trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, đăng ký kinh doanh. Để phối hợp chặt chẽ đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, bộ phận một cửa luôn cập nhật đầy đủ thông tin, các số điện thoại liên quan đến hồ sơ tiếp nhận, chủ động liên lạc thông báo về tình hình giải quyết hồ sơ, phân công bố trí cán bộ hướng dẫn hồ sơ thủ tục hành chính. Kết quả từ đầu năm đến nay, bộ phận một cửa liên thông toàn huyện Cần Giuộc đã tiếp nhận và giải quyết trên 42.000 hồ sơ, trong đó bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp huyện tiếp nhận trên 31.000 hồ sơ và 100% hồ sơ đã được giải quyết đúng hạn. Kính thưa quý vị, do điều kiện dân cư không tập trung nên việc lắp đặt đường ống nước sạch cần thời gian và tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên thì chia sẻ với nhu cầu cấp thiết của người dân, Ủy ban Nhân dân phường 3 thị xã Kiến Tường đã có chủ trương cho thi công lắp đặt đường ống đưa nước sạch về cho người dân ở đây, chấm dứt nỗi khổ khát nước ngay trên vùng sông nước. Từ nào giờ không có nước sạch nhưng ô nhiễm dữ lắm, bây giờ có nước sạch là tôi mừng dữ lắm. Tôi ở đây thì cũng mấy chục năm rồi, nhưng mà nay thì có nước sạch rồi này, dân ở đây rất là phấn khởi mừng. Là cũng có cái nước sạch, là cũng như chính quyền của phường với chính quyền của khu phố là cũng đáp ứng nhu cầu được của người dân ở đây. Niềm vui của bà Đặng Thị Lan và ông Nguyễn Ngọc Sáng cũng chính là niềm vui chung của 40 hộ dân đang sinh sống tại khu phố 4, phường 3, thị xã Kiến Tường. Trước đây người dân chủ yếu sử dụng nước sông rạch, ai có điều kiện hơn thì có bể chứa nước mưa và khoan giếng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân các nguồn nước này hiện nay đã ô nhiễm nghiêm trọng. Trước thực tế đó, Ủy ban Nhân dân phường 3 đã rà soát, chọn phương án phù hợp nhất để có thể kéo nước sạch cho 40 hộ dân ở đây. Sau gần một tháng thi công, tuyến đường ống cấp nước dài hơn 5.000 mét đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Tổng kinh phí thực hiện công trình là 950 triệu đồng, trong đó các hộ dân trong khu vực đóng góp 70 triệu đồng, phần còn lại là ngân sách địa phương. Sử dụng cái nước sạch này hôm nay thì dân rất là phấn khởi. Thì đây cũng là một cái tiêu chí về cái sử dụng nước hợp vệ sinh của phường. Thì cái nâng cái tỷ lệ họ sử dụng nước sạch lên là 99,5%. Thì đây là cũng là cái điều kiện để phát triển cái kinh tế xã hội của phường. Thì đặc biệt là cái khu phố 4 của vùng sâu của phường. Phường 3 thị xã Kiến Tường có 4 khu phố với hơn 610 hộ dân sinh sống. Công trình nước sạch này một mặt sẽ góp phần nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch, mà khác quan trọng hơn là bảo vệ sức khỏe cho người dân. Tiếp tục chương trình sẽ là cụm tin chính, mời quý vị cùng theo dõi. Nông dân huyện Cần Giuộc đã thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè thu năm 2016, năng suất bình quân đạt 4,2 tấn một hecta và hiện đã gieo cấy được 1.000 hecta lúa mùa đông xuân 2016-2017 trên tổng số 5.000 hecta theo kế hoạch. Để đảm bảo đủ số lượng lúa giống có chất lượng tốt phục vụ cho nông dân, Trạm Khuyến Nông huyện đã chuẩn bị 10 tấn lúa giống xác nhận như OM-344-1352, Nàng Thơm, Tài Nguyên. Do điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, các ngành chuyên môn khuyến cáo những nơi có điều kiện thuận lợi, bà con nông dân có thể xuống giống sớm hơn so hàng năm nhằm hạn chế thiệt hại do thiếu nước và xâm nhập mặn. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Vĩnh Hưng phối hợp với Trung tâm Dạy nghề và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vĩnh Trị tổ chức kiểm tra tiến độ nghiệm thu mô hình rau mầm hộ gia đình trên địa bàn xã này. Mô hình sản xuất rau mầm quy mô hộ gia đình được Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai tại 36 hộ gia đình hội viên nông dân. Sau hơn một tháng trồng, qua kiểm tra cho thấy rau phát triển tốt.
Qua cái lớp trồng rau mầm thì tôi thấy chị em tham gia rất là đông và nhiệt tình, quan tâm học hỏi. Thì thời gian tới đây thì tôi cũng có hướng để nhân rộng cái mô hình này ra ra toàn xã để chị em tham gia. Trồng rau mầm quy mô hộ gia đình là mô hình thiết thực vừa tạo việc làm cho chị em phụ nữ lúc nông nhàn, vừa có nông sản sạch đảm bảo sức khỏe gia đình. Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa tổ chức trao 36 con dê giống cho 18 hộ nghèo theo chương trình 135 của chính phủ dành cho xã biên giới để giúp họ phát triển sản xuất. Theo đó, mỗi hộ được nhận 2 con dê giống đang mang thai, đồng thời được hỗ trợ 10 triệu đồng phục vụ chăn nuôi. Hiện nay, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa có hơn 40 hộ chăn nuôi dê với tổng đàn gần 200 con. Đây là một trong những mô hình giảm nghèo hiệu quả của địa phương này. Kính thưa quý vị, cuộc vận động Ngày Vì Người Nghèo là một trong ba cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, được xem là nhiệm vụ quan trọng, mang đậm tính nhân văn, giúp cho người nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Ghi nhận về sức lan tỏa của cuộc vận động này qua phóng sự sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tính đến nay, đã hơn một tháng trôi qua kể từ ngày địa phương chính thức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Kim Cúc ở ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức. Thế nhưng, trong căn nhà mới, niềm hạnh phúc như vẫn còn dở òa đối với người phụ nữ này. Trước đây thì mần thì thiếu cũng thiếu thốn, thiếu chữ khục sao. Thì nhà cửa thì cũng không có, cũng dột. Dột chỗ này, dột chỗ kia thì cũng dám mở. Thì giờ chính quyền được trợ cấp được cái nhà này, giờ cũng mừng, mừng cho mấy đứa con. Gia đình bà Trần Thị Kim Cúc thuộc diện hộ nghèo, không có đất canh tác. Chồng mất đã gần 20 năm, một mình bà làm lụng vất vả nuôi 4 người con. Đây là một trong 15 căn nhà trên địa bàn xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, được xây dựng từ Quỹ Vì Người Nghèo nhằm chăm lo, hỗ trợ thiết thực về nhà ở cho người dân. Ngoài việc phát huy vai trò trong công tác vận động xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết, chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc ở cơ sở cũng tập trung triển khai tháng cao điểm vì người nghèo và nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực như sửa chữa trường học, xây mới nhà vệ sinh, tiếp sức học sinh đến trường, hỗ trợ con giống chăn nuôi. Trong các năm qua, Đảng ủy và Ủy ban dân tập trung vận động trong dân và mạnh thường quân đóng góp quỹ vì nghèo, đặc biệt là trong tháng 10 là tháng hành động Ngày Vì Người Nghèo. Và trong năm 2016 được huyện chọn xã Long Hiệp là xã về nguồn. Đảng ủy ủy ban chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và ngành lao động thương binh rà soát các cái hộ khó khăn về nhà ở. Qua rà soát khảo sát đến nay đã xây dựng được 15 căn nhà đại đoàn kết, đã bàn giao đưa vào sử dụng là 9 căn, còn 6 căn đang triển khai thực hiện. Hướng tới là Đảng ủy Ủy ban Nhân dân chỉ đạo các ngành cũng như là vận động trong nhân dân và mạnh thường quân để đóng góp cái quỹ vì người nghèo để mà thực hiện tốt về cái chính sách an sinh xã hội. Theo thống kê, từ tháng 10 năm 2015 đến tháng 8 năm 2016, Quỹ Vì Người Nghèo các cấp trong tỉnh và Quỹ Phòng chống giảm nhẹ thiên tai tỉnh thu được hơn 11 tỷ 500 triệu đồng. Trong đó, toàn tỉnh đã xây dựng hơn 210 căn nhà đại đoàn kết, số tiền gần 7 tỷ đồng. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kịp thời xuất Quỹ Phòng chống giảm nhẹ thiên tai của tỉnh, hỗ trợ cho người dân các huyện vùng hạ bị thiệt hại nặng do hạn hán xâm nhập mặn. Nổi bật là hoạt động xây 600 hồ chứa nước cho người dân hai xã Tân Tập và Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, xây dựng hai giếng khoan cung cấp nước sinh hoạt cho người dân hai xã của huyện Cần Đước. Gia đình thì nghèo, thì nói chung là nguồn nước thì thường năm phải đi chở đi đâu rồi xa xôi. Thì năm nay nhà ủy ban, huyện, tỉnh, xã bên Mặt trận Tổ quốc tỉnh thì hỗ trợ cái nguồn vốn mà để xây hồ được hai gia đình hai cái hồ á, thì nói gia đình rất là vui mừng. Hôm nay là có cái nguồn nước mà để chứa mà để xài ăn uống trong cái mùa khô. Vậy mà nhà nước mà hỗ trợ cho những người nghèo, mấy người nghèo cũng an tâm. Thì có cái nguồn vốn như nhà nước hỗ trợ được cái gì thì cũng mừng cái đó. Nhưng chiếc hồ nước, giếng nước nghĩa tình là sự hỗ trợ thiết thực kịp thời để người dân vùng hạ cải thiện chất lượng sinh hoạt,
giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, qua đó phát huy truyền thống tương thân tương ái, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội. Thông qua cái báo cáo rồi cái thống kê về các hoạt động thuộc chương trình an sinh xã hội và vận động giúp người nghèo đó, thì 9 tháng đầu năm tổng giá trị vận động cho cái cuộc vận động ngày vì nghèo và chương trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện đạt trên dưới 16 tỷ đồng. Các cái tổ chức cá nhân đó là tiếp tục ủng hộ qua cái phát động đợt cao điểm ngày vì nghèo của huyện vào đầu tháng 10, thì như vậy là sẽ tiếp tục vận động để mà giúp đỡ cho đồng bào nghèo trên địa bàn huyện từ nay tới cuối năm 2016. Có thể nói qua 15 năm thực hiện từ năm 2000 đến năm 2015, cuộc vận động ngày vì người nghèo thực sự có ý nghĩa quan trọng trong việc giải quyết vấn đề an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Cuộc vận động phát triển ngày càng sâu rộng, được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm, ủng hộ, hưởng ứng tích cực, tạo thêm nhiều nguồn lực cho việc hỗ trợ người nghèo, góp phần quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, cải thiện dân sinh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Quý vị đang theo dõi chương trình thời sự tổng hợp 18:30 trên kênh NL34. Nội dung phần điểm tin sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Sau thời gian chuẩn bị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã tổ chức thành công hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016. Hội nghị diễn ra đầu tuần qua với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Long An và các chủ đầu tư đã ký kết ghi nhớ đầu tư với tổng nguồn vốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ, trong đó chủ yếu là các dự án giao thông trọng điểm của tỉnh. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng đã trao 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các đơn vị doanh nghiệp, tổng số vốn hơn 4.300 tỷ đồng. Với tiềm năng lợi thế sẵn có cùng với kết quả thu hút đầu tư đạt được tại hội nghị xúc tiến lần này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kỳ vọng Long An sẽ trở thành một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước trong nhiệm kỳ 2015-2020. Trong tuần, Văn phòng Tỉnh ủy Long An tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống Văn phòng cấp ủy 18 tháng 10 năm 1930, 18 tháng 10 năm 2016. Đến dự họp mặt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Văn Rạnh phát biểu ghi nhận những đóng góp của Văn phòng Tỉnh ủy cho những thành tựu đạt được của toàn đảng bộ trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Tỉnh ủy và các cấp ủy cần bám sát các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo của cấp ủy, chủ động nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tiếp tục phát huy truyền thống của Văn phòng cấp ủy, luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ theo khẩu hiệu hành động trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu, trách nhiệm. Báo cáo tại hội nghị sơ kết công tác phòng chống HIV/AIDS diễn ra tuần qua cho biết, 9 tháng đầu năm 2016, tỉnh Long An phát hiện 158 trường hợp nhiễm HIV mới, nâng tổng số người nhiễm HIV/AIDS là gần 4.600 người. Theo đó, 3 phòng khám ngoại trú của tỉnh đã tiếp nhận điều trị ARV cho 146 người nhiễm HIV mới, đạt tỷ lệ 82%. Tại hội nghị, Sở Y tế đã thông qua dự thảo kế hoạch tiếp nhận và chuyển giao các hoạt động của dự án hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tài trợ tại tỉnh Long An. Dự án được triển khai từ năm 2004 và sẽ kết thúc vào 31 tháng 12, 2016. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi phần tổng hợp tin an ninh trật tự và an toàn giao thông. Thưa quý vị, tin từ Phòng Tham mưu Công an tỉnh cho biết, trong tuần từ ngày 17 tháng 10 cho đến ngày 22 tháng 10 năm 2016, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một vụ trộm cắp tài sản. Về trật tự an toàn giao thông, toàn tỉnh đã xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông, làm 3 người chết, 5 người bị thương. Lực lượng tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông xử lý 744 trường hợp vi phạm, phạt hơn 1 tỷ 100 triệu đồng và tước 75 giấy phép lái xe. Chương trình thời sự tối nay tiếp tục với những thông tin trong nước đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án nguồn điện trong quy hoạch điện 7, điều chỉnh và các giải pháp đảm bảo cung cấp điện cho miền Nam.
Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ động nghiên cứu, đề xuất thực hiện các giải pháp bảo đảm nguồn cung điện cho miền Nam, xem xét các nguồn điện mới có thể thực hiện đầu tư xây dựng nhanh tại khu vực. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN bảo đảm tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án công trình điện được giao, tập trung mọi nỗ lực để bảo đảm cung cấp đủ điện với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, đồng thời thường xuyên cập nhật các yếu tố về sản xuất điện để xây dựng phương án vận hành hệ thống điện quốc gia một cách chủ động, bảo đảm an ninh cung cấp điện và hiệu quả kinh tế vận hành hệ thống điện. Kính thưa quý vị, Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Trong đó, nghị định quy định rõ điều kiện thành lập, cho phép thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân hiệu của trường trung cấp cao đẳng. Cụ thể, nghị định quy định cơ sở giáo dục nghề nghiệp được thành lập, cho phép thành lập khi có đề án thành lập và đáp ứng các điều kiện sau. 1. Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp Việt Nam. Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, khi được thành lập phải cam kết hoạt động theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập do Chính phủ quy định. 2. Quy mô đào tạo. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, quy mô đào tạo trình độ sơ cấp tối thiểu 150 học sinh một năm. Đối với trường trung cấp, quy mô đào tạo trình độ trung cấp tối thiểu 250 học sinh một năm. Đối với trường cao đẳng, quy mô đào tạo trình độ cao đẳng và trình độ trung cấp tối thiểu là 500 học sinh sinh viên một năm. 3. Có địa điểm xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm diện tích đất sử dụng tối thiểu đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp là 1.000 m2, đối với trường trung cấp là 20.000 m2, đối với trường cao đẳng là 50.000 m2. 4. Vốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn hợp pháp, không bao gồm giá trị về đất đai, cụ thể như sau. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp tối thiểu là 5 tỷ đồng, đối với trường trung cấp tối thiểu là 50 tỷ đồng, đối với trường cao đẳng tối thiểu là 100 tỷ đồng. 5. Đáp ứng các điều kiện đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại nghị định này, dự kiến về cơ cấu tổ chức, cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo, chương trình, giáo trình đào tạo, đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý. Đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật, nghị định quy định cơ sở phải đảm bảo các điều kiện theo quy định trên và các điều kiện theo quy định tại điểm A và điểm B khoảng 3 điều 18 của luật giáo dục nghề nghiệp. Từ nay cho đến hết ngày 16 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung lực lượng tiến hành cao điểm xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Đối tượng tập trung kiểm tra xử lý trong đợt này gồm xe cơ giới 2-3 bánh thay đổi kết cấu tự chế, không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, xe thô sơ 3 bánh, 4 bánh tự chế, không có đăng ký, xe thô sơ 3 bánh, 4 bánh và xe cơ giới 3 bánh có đăng ký bị cấm lưu thông và hạn chế lưu thông theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt gồm đi không đúng phần đường, làn đường quy định, đi vào đường cấm, khu vực cấm, chở hàng trên xe vượt quá giới hạn quy định, quá khổ, quá tải, điều khiển xe kéo, đẩy xe khác, vân vân. Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Đường sắt còn triển khai các biện pháp phối hợp cùng Ủy ban nhân dân và các đội cảnh sát giao thông công an các quận huyện tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật, vận động người dân và các hộ kinh doanh, doanh nghiệp ký cam kết chấp hành các quy định an toàn giao thông, xây dựng ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.